Xin chào mọi người, đây là bông cải người ta trồng để làm dầu, dầu ăn đó, dầu bông cải, đẹp khủng khiếp chưa? Màu vàng rực rỡ luôn. Xin chào cô chú và anh chị em, hôm nay mình đi ra biển chơi và có công việc luôn, cho nên mình ghé ở đây, ngủ ở đây tại vì buổi tối, 7 giờ tối là có lệnh cấm di chuyển. Ở xa xa bên kia đó là Mont Saint-Michel, rất là nổi tiếng trong 10 danh lam thắng cảnh của nước Pháp, rất là đẹp và thu hút khách du lịch rất là đông. Mình chỉ ngủ đối diện với Mont Saint-Michel thôi, chứ mình không có đi vào bên trong của Mont Saint-Michel vì mình có công việc phải đi nơi khác. Thì hôm nay trời không có đẹp lắm, trời rất là âm u và gió khủng khiếp luôn, lạnh. Các bạn thấy không, cái chấm đen bên kia xa xa, thiệt là xa, đó là Mont Saint-Michel đó. Mont Saint-Michel đã được xây dựng hơn 1.300 năm rồi. Thì cái tảng đá lớn của Mont Saint-Michel ban đầu là được gọi là Mont Thombe. Vào năm 708 trước công nguyên thì thiên thần Michel đã hiện trong giấc mơ của Saint-Aubert và giám mục của Avaroc và yêu cầu ông xây dựng một khu bảo tồn nhân danh của mình. Năm 966 trước công nguyên thì một nhà thờ bắt đầu được xây dựng và một ngôi làng ở phía dưới cũng được xây dựng cùng một lúc luôn để chào đón những người hành hương đầu tiên. Với càng ngày càng nhiều khách hành hương, nhà thờ ban đầu quá nhỏ so với những sức chứa của họ. Vào thế kỷ thứ 11 đã xây thêm 4 hầm mộ xung quanh của tảng đá lớn này, sau đó được xây dựng một nhà thờ và tu viện lớn ở trên đó. Vào thế kỷ thứ 13 thì nhà vua Philip Auguste đã tài trợ và xây thành hai tòa 3 tầng được vây quanh bởi tu viện và nhà tu hành. Một bức tượng của Thánh Michel được đặt ở trên đỉnh của nhà thờ tu viện, cao 157,10 mét so với mặt nước biển. Các hàng rào ven biển của hòn đảo được xây dựng vào năm 1979 và được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2007. Mont Saint-Michel theo thời gian đã trở thành một yếu tố biểu tượng của di sản của Pháp. Đó là những gì mình biết sơ sơ về Mont Saint-Michel. Thì mình chỉ nói sơ sơ thôi, tại vì mình không có ghé vào bên trong, mình chỉ đứng ở xa nhìn thôi, vì mình có công việc phải đi nơi khác. Các bạn nhìn này, cái bông này nó rất là đẹp và có gai đào lắm, mà bông quá nhiều, quá đẹp. Đó, cái này là cái nhà di động của mình à, mình ngủ buổi tối ở đây. Đó. Ở đây là từ trong cái nhà di động của mình nhìn ra bên ngoài, rất là đẹp. Ở khu vực này rất là nổi tiếng về nuôi ngựa, người ta nuôi ngựa rất là nhiều và để kinh doanh, người ta cho những đứa trẻ thuê để đi dạo và tập cưỡi ngựa, những đứa trẻ nó thích lắm. Mô hình này rất là hấp dẫn so với trẻ nhỏ và người lớn cũng thế, nhưng mà một lần cưỡi như thế này cũng đắt lắm nha. Mỗi một lần đi như thế là trên 60 euro cho một lần, cho nên cũng hạn chế một số người chơi cái này thôi. Họ cưỡi trên những cánh đồng cỏ rộng mênh mông như thế này, hoặc là dọc theo bãi biển. Bãi biển ở đây rất là đẹp, với cát trắng rất là đẹp và nên thơ và mát mẻ nữa. Nhìn thấy con bé này nó nhỏ xíu mà cưỡi một con ngựa to, thiệt là to, cũng hay. Mình đó thì hơi sợ, tại vì con ngựa nó vừa chạy nhanh mà vừa cao to nữa. Mà cưỡi ngựa trên thế này là cũng cầu kỳ lắm nha, phải có đồ bảo hộ, có quần áo mặc cho hợp với khi cưỡi ngựa như thế này. Nó bắt đầu, những đứa trẻ bắt đầu đi rồi đó, thấy không, rất là thích thú. Đẹp mắt ghê chưa. Bây giờ mình di chuyển qua nơi khác, mình đi ngang một cái phố. Một cái phố này rất là đẹp và cổ. Cái phố này gọi là Avranches. Thành phố này thật sự là một công trình kiến tạo của những người La Mã. Những người khảo cổ đã tìm thấy những cổ vật vào khoảng 56 trước công nguyên.
nhà khảo cổ học nổi tiếng của người Anh tên là Sir Mortimer Weasley. Thì người này đã phát hiện ra năm 1938 hoặc là 1939 những cuộc khai quật đã chứng minh những pháo đài thời kỳ đồ sắt, những trận hỏa hoạn khiến cho nó bị bỏ hoang, nhưng bây giờ nó thành một khu du lịch tại vì có những tường thành nhà cửa rất là lâu đời. Vào cuối thế kỷ thứ năm, Avranches trở thành trụ sở của giám mục, lúc đầu là tu viện của Saint-Michel, có 20 giám mục kế vị đến năm 1000. Ngày xưa, những người có quyền lực nhất là giám mục hoặc là tu sĩ. Họ nắm quyền rất lớn trong xã hội. Các tòa nhà ở đây rất cao và cổ kính. Ở bên phải có một cái nhà thờ to, thiệt là to, cao và dài. Tới đây là mình đi ra khỏi phố rồi đó. Bây giờ mình đi ra đường lớn. À, phố này nằm ở trên cao, rất là cao. Cho nên bây giờ mình đi ra ngoài là mình phải đi xuống, xuống dốc. Các bạn thấy không? Xuống dốc cũng mạnh lắm rồi nha. Các bạn nhìn thấy những ngôi nhà ở phía trước, nó giống như những tòa lâu đài vậy, vừa cao vừa đẹp. Còn đây là con đường đi ngang khu rừng nhỏ nhỏ. Hai bên đường rất là đẹp, màu xanh nè, rất là đẹp, xong rồi tới màu đỏ, có những cây lá đỏ, đẹp thật là đẹp. Rồi bây giờ mình đi vào đường cao tốc. Đường cao tốc vào mùa này cũng rất là đẹp, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, nhất là màu vàng. Đây là những cây bụi rậm, thì những cây mọc hoang thôi. Nó có cái tên là Rene, nếu dịch ra tiếng Việt gọi là cây chổi. Thì dọc theo hai bên đường của đường cao tốc mọc rất là nhiều những loại cây này, và mùa này rất là đẹp. Có nơi thì nở rộ vàng rực cả một gốc trời, còn có nơi thì nó chỉ búp búp thôi. Nhìn xa xa thì rất là giống hoa mimosa, nhưng mà nhìn gần thì không phải. Các bạn thấy không? Đẹp quá sức. Chỉ là hoa dại, cỏ dại thôi đó mà nó đẹp như thế này nè. Hoa như thế này ong bướm hoặc là sâu rất là thích. Dọc theo hai bên đường của đường cao tốc nó mọc rất là nhiều, hàng nghìn cây số như thế này. Các bạn thấy màu nâu nâu không? Đó là những cái búp non đó, nó chuẩn bị nở đó. Bây giờ trời vẫn còn hơi lạnh cho nên nó chưa có nở rộ. Khi nào nó nở rộ là toàn khu vực này toàn là màu vàng. Và cái hoa này nó nở và giữ cái độ vàng như thế rất là lâu. Các bạn nhìn thấy nè, những cụm hoa vàng rất là đẹp. Nhìn thấy đẹp chưa? Mình thì mê lắm. Mình xin dừng cái video của mình ở đây và mình sẽ đi tiếp. Mình sẽ quay một số video về cảnh vật ở phía biển của nước Pháp cho các bạn xem. Hãy đón xem ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thích video của mình, xin hãy giúp mình nhấp vào nút đăng ký kênh để mình có thể vượt qua vòng kiểm duyệt gắt gao của YouTube. Chúc cô chú, anh chị em và các bạn một ngày thật là hạnh phúc, bình yên và vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu của mình. Xin chào.